tôi đang báo là tôi đấy. Ta làm gì ông không không vào bắt tay đi nhanh để còn đi phát. Nhưng mà bây giờ em nói anh nhá, 88 triệu em để cho anh, nhưng nếu anh không thích 1 tháng 2 tháng 3 nữa anh đưa xuống anh nhường lại cho em. Nhưng mà biết là cái trong cái vụ này là không dính dáng gì. Ông ta không không thế ông đã bảo là mẹ nó không có thân nói đi ra thì không tôi về em mua mà. Không có cốt thân về sức đầu lắm. Không có thích tôi mua. Hôm nay xuống công xử nó bảo mua cây. Đấy ý ý ông nói vậy còn không phải. Rồi không không giao lưu cho nó vui. Đó là giao lưu cho nó vui. Thế là 80 mấy triệu. 88 triệu. Căng thế. không được không được hai con số. Không được mấy triệu đâu. Sao con chui này nó đéo về nữa. Nếu cái này hỏng một cái nào anh mang đến đây thì phải anh đánh hẳn vào chú. Em lại tưởng là ấy, em lại tưởng là những cái cây xanh mà sùi bệnh. Đây anh ạ. Cái này nó là sù thật của nó thì nó không bao giờ hỏng. Ừ. Cái sù bệnh ấy bao giờ cũng vậy, nó chỉ có bằng cái này là nó nổ phát ra nó toe té thành hàng. Sao đen luôn. Nu cục của nó khác thế anh. Anh em mình phải hiểu đây này, như những cái này. Đây này như cái cây xanh này là những cây xịn của nó không bao giờ nó hỏng được. Nó như kiểu cái cây nó thời gian nó ấy được. Đây đúng không? Cái này nó đang bị mụn cành thì nó đâu có phải là cái tự nhiên nó nổ ra đâu ngoài. Không nó có cốt gì bây giờ mỗi cái chùi này nó có phải có cốt thân nó tiếc hay là chân bẹ chứ thân nó bị lấp ở hết ở trong rồi. Thân giống con không nào nó không bảo anh ấy, em mà em bóc cái này đây em lấy đấy một tay em làm ra đây em nó làm thành đường cây luôn. Dũng nhỏ đấy, nhỏ đấy á. Nếu mà làm như thế làm đúng như rồi. Vậy cái này bóc nó coi như nào đường thân này này bóc đấy cái như này trồng nhà anh ấy có bóc cái này bóc đường anh Sử nhà anh ấy có gần đây không Dũng ấy cơ mà Dũng ở bên Thái Bình à. Còn hôm nào đây em bán ở bên này 59. Cái này trông như một cục sỉ thì đúng như cục sỉ à? Ông Duyên nói hay đấy đúng như cục sỉ. Sao lại phải cái xì anh bảo vệ như nguyên thủ quốc gia anh à. Chè kín mít này đấy chỉ được giòn thôi nhá. Ủa ơi bệ xịn mà đang ra rễ này giá con này em mua đã 160 rồi ra là bao nhiêu chỗ anh em rồi ra con này chuẩn anh cứ vạch lên tí để em quay bán đấy đúng 190 thì em bán em đang muốn con này em chưa muốn bán con này muốn kiểu gì không được đấy bác nạt hết ra bác xem không không phải mại nhưng mà nó, em bỏ cái gì đấy bỏ cái thân chính đi lấy hết cái bản thân phụ này thân chính cái này em bỏ đi đây nó là cái thân nhỏ đây này bỏ nó bây giờ nó mới bỏ ra có làm sao không anh chẳng làm sao mà mình muốn cho nó khỏe à. Được. bật dễ chưa anh bắn mầm đầy bắt đầu bắn dễ bắt đầu ra đây thân chính thì em bỏ thân chính nhưng mà em còn lấy thân chính đâu ui sao đằng sau này anh lại khoét sâu này thân cả. Chính như vậy chính nhưng mà không phải là mại nhưng bỏ đi con này chi lá gì đây lúc mình cắt là lá gì búp hồng hồng mới trắng ra đây anh nhìn mình biết ngay đây gọi là mảnh đời còn lại à ra này nó búp hồng đây nó ra bắt đầu bắn rồi trắng ui giời, trắng mắt, tròn cây mắt mình nhìn thấy lá rồi đi. Ui giời, con chị em mua về em làm mà này không nhìn thấy lá thì anh nói làm gì. À, tức là mình làm chứ không phải người ta không làm nhỉ. Em cho cây anh. Bắt đầu nó bị bắn mà. Đấy, dễ rồi. Ra đây dễ rồi đây. Nếu mà không phải cái xi búp hồng em cho anh luôn. Không phải là ấy đâu. Búp hồng cái quan là nó bắt đầu nó ra nó là như vậy, ra thành lá hơn búp hồng. Đây nó bắn đây rồi. Ta đang bật mầm đấy nhờ. Không dễ dàng là bật rồi nhưng quan trọng là nếu mà đúng là đã cách nhìn thấy cái mầm. Bọc hồng ra này là anh biết ra cái chi cũng trắng ra được.
Đi cho cái này đấy. Đây giống cây xanh cổ thụ, Akishi cổ thụ nhỉ. Nhưng mà tuổi đời nó có cao không anh? Tương đối rồi, nó bỏ mại kia rồi. Về nuôi không biết nhờ. Sao cái này sợ gì chứ, năm đáng cốt này rồi. Không, vừa làm vừa bắt bóng trong là nhìn nuôi căng phát trong bắt đầu thu là làm bóng chơi kỳ. Em còn đây này, em còn nếu mà nó khỏe em còn tháo cái này. Ủa lại tháo đựng ít nữa cơ à? Đi một đường này à, nhưng mà em để nó khỏe. Ừ, cái đấy để về từ tháo sau. Cứ rổ giá mà đục nhiều như mút để vậy là còn ít đấy, nhiều thằng còn ít em ra vậy còn ít đấy, em là còn ít đấy. Vậy là còn ít. Nhìn tét tét rồi, vậy là còn ít. Nhìn em giờ nhìn nhìn đụng đụng cái chỗ đúng cái gì nữa. Anh Thuận anh đục còn toe tét hơn anh nhỉ. Điều mà nó đục đứt tường nhỉ. Mình đây mình đụt đứt tường nào. Cái này chỉ độ nửa tháng nữa là bật hết. Ông này ông cứ thích cái cây này, cây này có cái vẹo gì đâu mà giá anh nói rồi. Cho nên là em mới bảo anh rồi. Đây không có cốt về tông. Từng lò gạch cây này em cũng chả thích cây này, cây này kiểu gì. Cái này cái này nó cứ sùi trông ghê nhỉ bác nhỉ. Tích độc, tích tụ phán độc. Tích tụ phán độc. Nhưng mà nhìn nó sợ sợ. Nói sai, em nói sai em chết. Em mua là chết. Đừng, anh nói thế độc mồm độc miệng. Không có cốt gì. Ông chửi ạ. Tôi cứ mua cái này là ông không. Không khổ. Thấy được. Chơi nó phải có đường nét ngắm chơi đi. Chơi anh kệ cả anh thôi, giờ được khó vậy. Không. Làm bây giờ em không đấy, em nói là giá hầu như là bảo anh này này. Ông cứ mang cái gì đi thì mua luôn. Máu thế cơ. Chơi bây giờ. Cái này nó chỉ là dù nó không có cốt cây, ví dụ trên này nó đóng một cái cốt, nó có tay cảnh như thế nào đấy. Chơi như đúng cứ như một cục sỉ như này thì trông như ma. Ông cứ mua con si thì tôi mình ông cứ ngắm con si. Cái này thì có cái vị gì? Em tính toán này đấy, em bảo anh rồi. Không ấy được đâu. Anh em mình em thiện chí lắm. Em bữa cho anh 5 triệu này em lấy 95 triệu. Còn anh không lấy được nữa thôi. Không làm cỡ nào số được nhiều rồi. Anh em mình thật sự là dân tình luôn. Thích chơi cái lằng nhằng. Cái này mới là về đi nó đặt cửa văn phòng chơi này. Cái này giờ nhìn giống như đứng nhìn giống như tổ ong đất. Mấy hôm nữa em có em điện cho anh. Con này xuống. Con này còn đẹp hơn con ý quá nhiều. Con này ý là gì mà ý chả là gì, con này nó ra cây luôn. Này nó ra cây luôn. Cây nó ra luôn. Mà bên phán là anh phải đến khoảng 2 năm sau ra cây rồi. Con này nó cứ đập vào mặt chứ dùng một cục chỉ không. Con này thì nó còn lên tiền nữa. Là sâu cây lắm đây. Con này nó sâu xả. Thấy lại con rồi, gọi là cây. Thôi cho anh em về hội chơi còn trao lưu nhiều. Ủa nó 160 rồi mà bảo anh như vậy là có nghĩa là không. Cái căng thế. Con đòi cái gì nữa đâu mà còn được cái gì. Mạnh ra chụp với anh cái này cho nó khỏe. Thôi cái gì, nào cứ đẩy vào ghen. Đẩy ăn rồi đi đi ăn, nhanh. Em cẩn thận quá, sợ sợ có mua về lại sợ chết. Anh
sản phẩm đẹp rồi để chơi chứ còn mình không nghĩ cái chuyện dây vừa cởi ra đâu. Đây cơ mà anh xem cái này em đục cái đây nó ven ở đây anh nhìn ra xem có khác không nha. Cây to này trông khủng bố nhỉ anh nhỉ? Khủng bố. Đâu chỗ nào ông Duyên? À kia còn đảo. Còn đảo. À cái lão này mà ông Đức đổi cả xe cẩu đấy á? Đấy đúng rồi. Đổi cả xe cẩu. Đấy nhá. Đổi cả xe cẩu. Đâu? À, anh ấy khoét khoét cái gì? Nên phải nó bê bằng này vì nó vầy, nó phải vãng xuống vầy, nó phải lên được vầy. Nhưng còn bây giờ là anh bảo nó bằng này thì nhìn nó nặng nề. Không, nhưng mà nó phải để cho nó. Anh yêu ơi, đời đời, em mỗi người một ý. Con này bé bằng như con kia một tí nữa là cái này là con gì mai anh ạ. Mua đấu giá mà bọn nó 8,5 triệu. Mua đấu giá cơ máu gơm nhỉ. Không, đấu giá câu lạc bộ gần xóm này à. Chơi thì quan trọng thì cho nó cũng được. Đấy, đổi xe cẩu ấy anh ạ, tỷ mốt. Nhưng mà có đúng, nhưng mà cứ nói Đức cẩu là đúng rồi, nó có xe cẩu. Anh cứ điện bây giờ ông còn đang giả tỷ mốt đây. Anh cứ thử điện nha. Cái não ở xử bây giờ là bao tiền thì mày lấy được. Anh cứ hỏi thì mới biết là gì. Và anh đang ngóng cái ý. Tỷ mốt. Cắm cả xe cẩu mà không làm ăn gì được. Đẹp. Nhưng cây này da nó cứ xanh xanh nhỉ. Không phải xanh đâu, nó mưa. Thế á? Thôi thích thì bảo anh ấy bớt cho 10 triệu nữa. 85 triệu. Ông Duyên ông bảo, anh Tùng với ông Duyên bảo tổ ong. Tổ này là tổ ấy, tổ này là tổ kiến. Ừ, tổ kiến. Thân của nó leo cả thân. Ta bảo thân nên là ai thân ở trong này, nhưng vì là mình nó cứ đùn ra, càng ngày nó càng đùn ra nên là mỗi năm nó đùn một ít, mỗi năm đùn ít, thế là nó mới tịt hết cả thân. Đúng rồi. Đây trong. Nhức đầu. Nhức đầu. Nhức đầu không riêng. Bởi vì giá đi ra chỗ khác. Đầu luôn nó là nhớ cốt thân mà phát. Được chưa? Tôi đã máu là tôi đấy. Người ta làm gì không? Không. Vào bắt tay đi. Nhanh để còn đi. Phát đi. Phát. Nhưng mà bây giờ em nói anh nhá. 88 triệu. Em để cho anh. Nhưng nếu anh không thích 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nữa anh đưa xuống. Anh nhường lại cho em. Nhưng mà miễn là cái trong cái vụ này là không dính dáng gì. Ông ra, không, ra. Không, thế ông đã bảo là không mẹ nó. Ông nói. Đi ra thì không tôi về em mua mà. Không có cốt thân về chất đồng lắm. Không có thích cái mua. Hôm nay xuống công xử nó bảo mua cây. Đấy ý ông nói vậy còn không phải.
rồi không không thích giao lưu cho nó vui, đó là giao lưu cho nó vui. Thế là 80 mấy chiếc ầu? 88 giao lưu cho nó vui. Phát còn cái việc xử nhá, xử đây còn cái chuyện về mà cục u lại nó vỡ ra như nào đấy, việc của hai anh em nhá, như và nhớ giữ lời của Mạnh con trai nhá. Em đã bảo rồi, nhà em ở đây, nếu nó vỡ ra thì sẽ đưa đây xuống đây lấy cái gì em đưa cho cái ý, kể cả nhà em. Im này, bây giờ đếm seri. Tôi là người chơi cây trước mà em mê. Thôi xong rồi, em rất là sức đầu. Thôi bắt tay rồi. Ông này thôi xong rồi nhá, không liên quan gì đâu. Cái lưu cục này là chủ chịu trách nhiệm đúng không? Em chịu 100%. Rồi đấy, hiểu chưa? Tôi chỉ ở giữa cái thôi. Nhưng mà u này là u của nó hay là bệnh nhỉ? Đây là 13-8 triệu. Mai cho thằng lái xe xuống rồi. Hai cái đồng hồ này giống như. Ôi trời ơi, cái xe này cho lên không vừa. Không vừa. Cái đi cho lên xe đi xuống một dí. Con lên làm xe này làm sao được? Hạ gấp là được mà. Không vừa. Nếu mà về cắt đi được. Ông Dương ơi, cho bảo. Cây nào? Cây túc. Nào mang một sẹp ra gốc cây để chụp cái ảnh kỷ niệm nào. Thật nằm luôn cái này, đừng mạnh, đừng đưa lên sóng. Thôi ba là ba ba tám ba tám với cả năm tám điện này em đánh hết rồi. Đi nào, ra đây bắt tay nghiên cứu cắt cái đầu đi xong vào cục bóng đúng không? Không nên được. Anh Tùng không không vào được xe kia đâu. Này, cái này nó phải nặng nằm tầm cỡ phải tới 3 tạ. Anh Sử ơi, bây giờ cho em bây giờ bỏ thế này. Vâng. Rồi. Bây giờ tôi nói nhá, bây giờ ông thích nuôi đúng không? Nhá, ông về ông thay cho tôi một cái chậu. Đưa phân mục đã đải vào, chỉ than vào. Ông thoải mái vì cái này ông rút ra cái ông cho vào cái chậu. Ông nuôi cho tôi một năm sau cái đòn nó đúng bằng này. Ông giật phát nữa, ông phải làm cho tôi tất cả cái đầu lấy này, tôi chưa nuôi một tí nào. Đây là nghiêm bản cái này, cát này nó không lớn. Ông đưa đến ải mà ông nuôi cho tôi, đừng gắn cái gì đi. Mỗi cục u người bẻ không có mà tân chủ không. Đừng cho lên xe. Xe làm sao mà lên đấy được, kẻ cái chạy. Không nói. Cảm ơn ngay. Ra không đi, không dính dáng đâu đấy Duyên. Không nên dính bác Duyên. Không, bác Duyên là có ý kiến thì ý kiến đi, là hôm nay anh Tùng giao lưu với cả anh Sử ở dưới Nam Định đúng không? Okay. Cây túc đúng không? Rồi. Ok. Đấy, đấy, đấy. Máu đây. Ủa cậu ơi. 168 triệu. Lại là chơi lộc phát đấy. Lần này lộc phát chứ không phát lộc nữa. Alo ạ. Alo. Lộc phát. Mày cứ thấy mũ coi. Nếu cái này mà hỏng em cho anh chạy nhỉ. Sao ông Tiên. Chắc đường mai chắc phải thi sang. Chắc chắc ạ. Bây giờ anh về thay luôn chứ. Thì như toàn cát ở dưới. Anh đưa phân mục này, chỉ than này. Anh làm cho em cái chậu to gần bằng này. Anh đưa cho em, anh đưa vào phát thì một năm sau. Cái này nó rất là nhanh rồi. Nhưng mà phải chăm. Em mua rồi, chăm là có em. Mua rồi chứ không vào gà thì rồi. Ông cầm tiền rồi. Đâu như là tôi bán vui cho ông chăm. Bán vui. Ông cứ về ông biết là tôi mua cái này bao tiền. Tôi không nói nhiều đâu. Thôi được rồi. Cho nên là anh em mình vui để gặp thôi. Thì nói làm cái gì thì tôi buôn làm cái gì. Tại vì em nhìn mãi chứ chả thấy thân của nó, nhưng nó bị sùi hết ra nhỉ. Đây này, ông nhìn em. Ê đừng bấu, anh sao máu thế được bấu. Không, như ở đây tôi có nói đâu, nhiều ông bảo sao nó như cục sỉ. Bảo nó không phải. Như cục sỉ. Ông nào nhỉ, ông Tùng vào, ông Diên vào như cục sỉ. Nhớ là mai về cháu nó xuống nhớ nhớ đường rồi gì vâng. Nhớ đường bây giờ nếu mà anh sang chợ chùa là anh đi phát đây nhá, anh đi đây đến cái cầu
có một cái cầu, nó đến một cái bồng bình ngã năm này, nó có cái cầu đi luôn thẳng vậy, đi qua cái cầu ấy, đi qua cầu nó đang làm là qua rồi cho bắt đầu đây, qua đến cầu này rẽ phải những cái đường nó hơi eo eo đi, cứ khoảng 300 mét là nó có cái đường thẳng lên vậy là cứ đi thẳng, đi thẳng là đến thôn chợ chùa nó khoảng 32 cây nữa, thế đó. Mà về chỗ Gia Phương này về trên đấy này gần luôn. Thì tức là đằng nào cũng trên đường về mà. Đến thành phố Nam Định đấy là còn có 10 mấy cây thôi. Vâng. Đằng nào cũng trên đường về. Nhanh lắm. Nên là cứ thong thả đi thôi. Lao đỏ sửa. Dạ vâng. Ok bạn. Dạ vâng này nhá. Dạ vâng. Thế đi. Rồi, thế em chào anh nhé. Cảm ơn. Được rồi, cứ yên tâm, không đổi rồi. Cảm ơn các bác nhá. Thôi,